Chào mừng quý vị đang đến với Phú Mỹ Hưng News, nơi chia sẻ những thông tin thú vị về Phú Mỹ Hưng. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Cẩm đang có mặt tại lễ hội ẩm thực Mid South Food Fest được tổ chức ngay tại không gian của dự án đỉnh cao tinh hoa hội tụ The Peak. Và thưa quý vị, lễ hội ẩm thực của chúng ta ngay thời điểm này thì chúng tôi đã cập nhật được hàng ngàn khách hàng đã đến tham dự sự kiện. Vậy thì Mid South Food Fest có gì đặc biệt? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Ngọc Cẩm trải nghiệm hành trình ẩm thực lần này quý vị nhé. Không khí của đêm đến thứ hai sau hồ bán nguyệt Phú Mỹ Hưng hôm nay thật đông vui náo nhiệt. 8 giờ lễ hội ẩm thực Midtown đã đón hơn 1.000 người đến tham dự. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như thiên đường ẩm thực châu Á với nhiều món ngon ba miền Việt Nam cùng các quốc gia khác, một vé về tuổi thơ với các trò chơi dân gian đầy cảm xúc hay hòa mình cùng vũ điệu Yoshikoi đến từ xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản vô cùng độc đáo. Khách hàng còn thỏa thích check-in với 1.001 góc sống ảo chỉ có riêng tại Phú Mỹ Hưng Midtown. Lễ hội ẩm thực Midtown Food Fest là hoạt động đầu tiên chính thức được tổ chức tại công trình căn hộ đa chức năng có quy mô lớn nhất Phú Mỹ Hưng từ trước đến nay và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm tuổi 29 của doanh nghiệp 19 tháng 5 năm 1993, 19 tháng 5 năm 2022. Anh thấy rất là vui khi mình chọn được một căn ưng ý với cái giá tiền và phù hợp với cái nhu cầu chất lượng sống của một khu đô thị văn minh. Điều đó làm cho anh rất là vui. Sau khi mà tôi đi tham quan cái dự án của The Peak á, thì tôi thấy là cái dự án của Vertex nó vượt trội hơn những cái dự án cũ, và cái Vertex nó là một cái dự án rất ấn tượng và rất đẳng cấp của Phú Mỹ Hưng. Cảnh quan rất tốt, môi trường xanh rất tốt và có view sông rất đẹp, rất mát. Thật sự thì một trong những căn hộ mà có hoàn thiện nội thất rồi á, thì đối với chung đây là một trong những cái rất là tiện ích luôn. Khách hàng đều rất là bận rộn, nên khi mà họ đến họ xem những căn hộ mà đã có được thiết kế tất cả mọi thứ nội thất rồi, họ chỉ cần xách vali vô ở thôi ấy, thì đó là một trong những cái điều gọi là điểm cộng tuyệt vời. Sau sự kiện này, Phú Mỹ Hưng cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để mang lại nhiều trải nghiệm và cảm xúc cho cư dân sinh sống tại đây, tạo cầu nối giúp cư dân mọi miền đất nước quốc gia có thể giao lưu chia sẻ và gắn bó hơn với nơi mình đang sống. Thưa quý vị, điểm đặc biệt của lễ hội ẩm thực Midtown Food Fest lần này là ngoài việc khách hàng đến được tham dự trực thực tế hoặc các hoạt động diễn ra trong lễ hội, thì quý vị còn được tham quan thực tế các dự án và căn hộ thuộc dự án đỉnh cao tinh hoa hội tụ The Peak. Và sau sự kiện, quý vị muốn trở lại để tham quan một lần nữa các căn hộ mẫu này, thì ngay bây giờ hãy liên hệ với tiếp thị viên của chúng tôi qua số hotline 028 541 8888. Còn bây giờ thì Ngọc Cẩm xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.